Hội thảo Banking Việt Nam 2014 sẽ xoay quanh những nội dung mang tính chiến lược. Nội dung trọng tâm của Banking Việt Nam năm nay nhấn mạnh yêu cầu đòi hỏi mới trong bối cảnh ngân hàng đang tập trung tái cấu trúc. Tiếp tục phát triển thông qua triển lãm banking như thế này. Few things that are happening in banking. And it damaged the securities markets with many investors. He cannot test it to make sure it's working because he has no access to the test. You have your UPS there, you have your cooling there, you have all your servers in one rack. Individuals or company, when you do your account opening process, hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đánh giá là đã tiếp tục được hoàn thiện. I would like to focus on managing technology. Có thể nói là Banking Việt Nam là một trong những sự kiện về công nghệ thông tin được chú ý nhất. Cái ý nghĩa lớn nhất ấy, mà các ngân hàng học hỏi được ấy, là phương pháp luận cũng như là về những cái giải pháp mới và những cái thành tựu mới. Qua các cuộc banking Việt Nam thì Ngân hàng Nhà nước cũng hướng các tổ chức tín dụng vào việc là học hỏi kinh nghiệm, kiến thức mới để phát triển ra những cái sản phẩm dịch vụ mới nó an toàn hơn, hiệu quả hơn. Banking Việt Nam, đây là một cái hội thảo có ý nghĩa và lớn nhất được tổ chức của ngành ngân hàng tại Việt Nam hiện tại. Mà điều chúng tôi tâm đắc nhất là được các nhiều các nhà lãnh đạo ngân hàng cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tập hợp về chia sẻ, giao lưu và tạo lên những cái tiền đề rất lớn trong cái sự phát triển của ngành ngân hàng.